Lâu rồi á không có giá cho mọi người. Ngày hôm nay ha, dì sẽ báo giá một dòng xe mà đang có nhiều chương trình nhất bên cửa hàng xe máy Thành Tâm. Giới thiệu mọi người ha, đây là một chiếc SH mẫu cũ màu xám bạc nha. Đây, chiếc này á là SH125 ABS đời 2017 nha. Giá cũ là 82 triệu và đang giảm giá còn 76 triệu đồng. Tiếp tục kế bên đây ha, cũng là một em SH màu xám bạc luôn. Con này thì cũng có giá là con này là 125 ABS nha mọi người, đời 2018. Chiếc này là 82, giảm còn 77 triệu đồng. Và bên đây cũng là một chiếc SH màu xám bạc nha, nhưng mà con này á là 150 phân khối ABS đời 2018, giá là 95, giảm còn là 91 triệu 500. Rồi đây, với khách hàng nào đang thích màu đỏ thì đây cũng có một chiếc nha mọi người. Con này á là 125 CBS đời 2019 nha, đời cuối cùng của SH màu cũ, giá là 77, giảm còn 73 triệu đồng. Còn chiếc này là 150 phân khối nữa nha. Con này là 150 ABS đời 2018, giá là 97, giảm còn 91 triệu nha. Tiếp tục là một em SH350i, thì con này giá là 125, giảm còn 119 cho mọi người nha. Tiếp tục với mọi người ha, là một chiếc SH màu đen nhám nha. Con này là SH150 CBS đời 2019 nha. Bây giờ dì sẽ báo giá bán bên cửa hàng thôi, không báo giá giảm nữa nha. Con này là giá là 98 triệu đồng, xe góc phố luôn nha. Còn con này là SH150 CBS đời 2019, giá là 97 triệu nha. Chiếc kế bên đây là SH150 ABS đời 2018, xe góc phố luôn, giá hiện tại còn là 91 triệu 500. Còn màu này màu đen bóng nha mọi người. SH150 ABS đời 2018, xe góc phố, giá còn là 91 triệu 500. À, cũng nói với mọi người luôn là góc phố ở đây là những quý khách hàng nào ở phố thì mình mua những cái chiếc mà góc phố như này á, mình sẽ tiện được tiền phí trước bạ, thay vì đóng 5% thì mình cần đóng 1% thôi. Ví dụ như con này thì đóng tầm là 750 ngàn, nó rẻ hơn rất là nhiều nha. Tiếp tục với mọi người là một em SH150 ABS đời 2019, xe góc phố luôn, giá hiện tại còn là 92 triệu 500 nha. Rồi, bây giờ có một chiếc mẫu mới nè, báo luôn nha. SH150 ABS 2020, giá còn là 96 triệu 500 nha. Chiếc này là 150 CBS đời 2020 nha, giá còn là 87 triệu. Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều xe nha. Đây, màu xám bạc, màu trắng nè, xám xi măng nè, màu đỏ nè, SH Việt Nam mẫu Ý nữa. Thì quý khách hàng mà đang có nhu cầu mua xe hoặc là cần tư vấn dòng xe nào á thì có thể liên hệ trực tiếp cửa hàng xe máy Thành Tâm, comment bên dưới nè, hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình nha.